đấu khẩu trước giờ dê tối nay. Ở lượt về vòng loại thứ 2 World Cup 2026, đội tuyển Indonesia bị tổn thất khá nhiều khi có đến 5 cầu thủ bị sốt, gồm Rafael Struup, Sandy Wangs, Iva Jenner, Nadeo Agawita, Muhammad Riyandi. Ngoài ra, Mark Klopp bị chấn thương. Tuy nhiên, trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên Shin Tae-yong tự tin cho rằng dù 2 năm trước đội Indonesia từng thua đội tuyển Việt Nam ở sân Mỹ Đình, song giờ tình thế đã thay đổi. Đội bóng do ông dẫn dắt hoàn toàn có thể tạo nên điều kỳ diệu ở sân khách. Huấn luyện viên Trussi muốn các học trò phải tỉnh táo, không được mắc sai sót. Sự tự tin của ông Shin Tae-yong cũng không có gì lạ. Bởi chỉ trong vòng 3 tháng gần đây, ông cùng các học trò đã đánh bại thầy trò huấn luyện viên Trussi đến 2 lần, dù là đều cùng tỷ số xếp sau 1-0. Quan trọng hơn, những trận thắng này giúp cầu thủ Indonesia thoát khỏi nỗi sợ, nỗi ám ảnh chỉ toàn hòa và thua đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình trong suốt 20 năm qua. Cuộc đối đầu ngày 26 tháng 3 là trận đấu quan trọng nhất trong năm 2024 của đội tuyển Indonesia. Chúng tôi đến đây để thi đấu và thắng, ông Shin quả quyết. Còn huấn luyện viên Trussi nhấn mạnh, trong những ngày qua, tôi quan sát biểu cảm, thái độ của cầu thủ trong sinh hoạt. Tôi không lo lắng về tinh thần toàn đội. Khi họ tràn đầy khát vọng vào sân để cống hiến. Về chuyên môn, tôi thúc đẩy họ về mặt cá nhân, sao cho hoàn thiện, chỉnh chu hơn. Để đối phó với vũ khí lợi hại là những quả ném biên của Indonesia, chắc chắn phải có sự chuẩn bị. Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm của mình, ý thức được cần thể hiện sự chủ động. Ngoài kỷ luật, tuân thủ đấu pháp, mạnh mẽ trong tranh chấp, các cầu thủ cần tỉnh táo đưa ra quyết định, bởi sự khác biệt là đưa ra quyết định chính xác trong tình huống cuối cùng. M huấn luyện viên Shin Tae-yong và học trò trên sân Mỹ Đình huấn luyện viên Trussi không còn đường lùi theo thống kê. Đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Trussi đã toàn thua trong cả 8 trận sau khi để đối thủ vượt lên dẫn bàn, tỷ lệ lội ngược dòng là 0%. Ông Trussi trấn an người hâm mộ, chúng tôi đã có một số phân tích, phỏng đoán về cách tiếp cận của Indonesia. Có thể họ phòng ngự chờ đợi phản công, hoặc có thể đẩy cao để chủ động. Dù thế nào, chúng tôi cũng chuẩn bị nhân sự, kế hoạch khác nhau để đối phó. Bất luận nhân sự thế nào, chúng tôi cũng yêu cầu toàn đội duy trì, cố gắng đến cuối cùng. Chúng ta không được phép bỏ cuộc. Đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên mục tiêu là giành kết quả tốt nhất để đi vào vòng loại 3. Trước mắt toàn đội vẫn còn 3 trận đấu nữa. Ở hoàn cảnh hiện tại, với tình thế bản đấu, chúng tôi vẫn nắm quyền chủ động và không nghi ngờ mục tiêu đã đề ra ban đầu. Lý do là bởi ở 2 trong 3 trận đấu tới, chúng tôi được đá sân nhà. Đây là lợi thế lớn. Nếu không tháo gỡ được những nút thắt về hệ thống phòng ngự và tấn công, thầy trò huấn luyện viên Trussi sẽ khó khai thông con đường phía trước. Nên chúng ta chúc cho đội tuyển Việt Nam cởi bỏ được mọi nút thắt dù là chặt đến cỡ nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.